qua bao nhiêu năm tôi làm đại lý thì tôi đã được đi và được cũng thực hiện với công ty từ những cái từ trước đến giờ qua các tỉnh phía Bắc. Thì tôi thấy rằng là xuất phát từ những tấm lòng đó mà cho đến khi bây giờ Covid xảy ra, không ai mong muốn, nhưng mà thật ra những cái việc làm của công ty mình ấy nó thắp lên những cái ngọn lửa trong của mỗi con người, từ những đại lý hoặc là nhân viên. Tôi cảm thấy rằng là ngay cái việc mà tôi làm đại lý thôi, tôi cũng thấy hãnh diện với những cái việc làm của công ty mà truyền cảm hứng như thế. Thưa các anh, các chị, thực sự là ngày hôm nay chúng ta, như chị Hương nói rằng, khi chúng ta ngồi đây với nhau, gặp nhau ở đây, tay bắt mặt mừng đấy, có những nụ cười và ngay cả những cảm xúc, thì thực sự như chị Hương nói rất đúng, đó chúng ta may mắn. Nhưng cách chúng ta vượt qua, cách chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau, cách chúng ta thể hiện cái tâm của mình, cách chúng ta thể yêu thương nhau, chia sẻ với nhau, hoặc là sống tử tế với nhau, thì đó là điều không phải dễ. Trong mỗi hành trình của Apollo Silicon, hành trình Quốc Anh đi, thì đều có cái sự đóng góp, sự đoàn kết, sự ủng hộ trên mọi phương diện của các anh chị trong cả nước, đặc biệt trong thời gian vừa qua là ở miền Bắc mình. Thì cái điều này thực sự tất cả anh em chúng tôi cực kỳ trân quý. Và hôm nay em hy vọng rằng em đến đây, đúng không, cùng với các team chiến binh Apollo Sài Gòn sẽ đem ngọn lửa nồng cháy của Sài Gòn, phải không ạ, với cái sự sống nhiệt huyết như con người miền Nam, để đến đây trước hết là truyền lửa cho chi nhánh Hà Nội và nhà máy Hưng Yên, sau đó là cùng hòa nhập lại, bắt nhịp lại với các anh chị đại lý miền Bắc mình, để chúng ta lại tiếp tục sống lạc quan, cùng bắt tay nhau khẳng định là những vị thế của mình, cùng tiếp để vươn lên một cái tầm cao mới. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. This is our story, that we can take back someday.